chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời tiết du lịch ngày 23 tháng 7 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, ngày hôm nay nắng đã xuất hiện nhiều ở khu vực các tỉnh miền Bắc cho đến khu vực Trung Bộ. Thời tiết ổn định và khô ráo hơn, tạo điều kiện cho người dân khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ. Phía Nam thì mưa cũng giảm nhanh và trời có nắng ấm. Nhìn chung thì trên cả nước trong ngày hôm nay, thời tiết giảm mưa nên thuận lợi cho hoạt động sinh hoạt trong vùng. Thời gian 2 đến 3 ngày tới, các hoạt động du lịch miền Bắc, miền Trung sẽ thuận lợi hơn do trời khô ráo, ít mưa và có nắng. Tuy nhiên thì tháng 7 do đang trong giai đoạn mùa mưa nên miền Bắc thời tiết trong ngày thay đổi nhanh, ảnh hưởng đến sức khỏe của du khách. Khu vực lý tưởng nhất để quý vị có thể tham quan khám phá và nghỉ dưỡng chính là giải đất Trung Trung Bộ do tại đây thời tiết khá ổn định. Thưa quý vị, ở Quảng Nam ngoài những địa điểm quen thuộc như là phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, bãi biển Cửa Đại, mạo hiểm hơn chút, quý vị có thể tìm đến với mõm Bàn Than nằm trên địa bàn xã Tam Hải, huyện Núi Thành, cách bãi Rạng khoảng 3 km hướng đông bắc. Có thể nói Bàn Than là một trong những bãi đá ngoạn mục của khu vực duyên hải miền Trung, với nhiều mỏm đá cao chênh vênh hơn 40 m, tạo nhiều hình thù lạ mắt. Từ đỉnh Bàn Than thì quý vị có thể phóng tầm mắt nhìn bao quát một vùng biển trời mênh mông với bóng dáng ẩn hiện của đảo Cù Lao Chàm, của Hòn Ông ngoài khơi xa. Hòa quyện với trời đất và biển cả, Bàn Than tạo nên một cảm giác chênh vênh đến choáng ngợp. Đây được mệnh danh là thắng cảnh dành cho những người muốn chinh phục thiên nhiên. Tiếp theo là tình hình thời tiết tại các địa điểm du lịch khác trên cả nước trong 24 giờ tới. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với khu vực vùng núi Tây Bắc. Tại đây trong 24 giờ tới, nắng xuất hiện nhiều hơn và mưa cũng ít hơn, thời gian mưa không nhiều. Tại các địa điểm du lịch chủ yếu chỉ còn mưa nhỏ. Tại Sapa, nhiệt độ trong ngày duy trì từ 17 đến 21 độ. Tại thành phố Tam Đảo có mức nhiệt độ từ 22 đến 26 độ, còn tại Điện Biên nhiệt độ trong khoảng 23 đến 31 độ. Sang đến khu vực phía đông Bắc Bộ, trong 24 giờ tới trời quang mây hơn, ban ngày có nắng nhiều hơn. Vào khoảng trưa chiều thì nền nhiệt độ khu vực sẽ tăng lên, thời tiết khô ráo thuận lợi cho hoạt động du lịch trong vùng. Cụ thể như là tại Vịnh Hạ Long và tại Hải Phòng, ngày nắng nhiệt độ dao động từ 26 đến 33 độ, còn tại Hà Giang có mưa nhỏ, nhiệt độ trong khoảng 25 đến 32 độ. Xuôi xuống khu vực Bắc Trung Bộ, trong 24 giờ tới, nơi đây duy trì trạng thái mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng nhẹ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở một vài nơi. Tại các địa điểm du lịch như là tại Sầm Sơn, Phong Nha Kẻ Bàng và Thừa Thiên Huế, trời hầu như không mưa, ngày nắng với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 32 đến 34 độ, ban đêm nhiệt độ thấp nhất tại đây trong khoảng 25 đến 27 độ. Tại khu vực Trung Trung Bộ thì mưa dông cũng có xu hướng xuất hiện vào chiều tối và đêm. Tuy nhiên thì mưa chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, ban ngày trời nắng, thời điểm trưa chiều tiết trời có phần hơi oi bức. Tại Đà Nẵng và tại Hội An không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 26 độ và cao nhất trong khoảng 33 đến 34 độ. Còn tại Bà Nà trời cũng tạnh ráo, không mưa và khá mát mẻ với nền nhiệt độ phổ biến từ 22 đến 30 độ. Ra đến vùng biển Nam Trung Bộ thì thời tiết nơi đây vẫn còn mưa dông xuất hiện về chiều, tuy nhiên thì cường độ mưa nhỏ. Tại Nha Trang không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Tại Mũi Né và Vũng Tàu có mưa, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ, cao nhất trong khoảng 30-31 độ. Tại khu vực Tây Nguyên có mưa dông về chiều, ngày nắng nhưng không kéo dài, nền nhiệt trong ngày phổ biến dưới 30 độ. Cụ thể, tại Pleiku nhiệt độ chỉ từ 20 đến 26 độ, tại Buôn Ma Thuột nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, còn tại Đà Lạt có một chút se lạnh với nhiệt độ chỉ từ 17 đến 21 độ. Thưa quý vị, trong 24 giờ tới thì mưa có dấu hiệu giảm hơn trên các tỉnh thành phía Nam, ban ngày trời nắng nhiều, mưa tập trung về chiều và đêm. Tuy nhiên, giai đoạn giảm mưa này sẽ không kéo dài. Khoảng 2 đến 3 ngày tới, thời tiết lại có xu hướng nhiều mây và mưa tăng trở lại. Tại Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và tại U Minh, nhiệt độ thấp nhất đêm nay khoảng 24 độ, cao nhất trưa mai trong khoảng 30 đến 31 độ. Trên vùng biển phía Nam thì sóng gió có giảm bớt cường độ hơn, tuy nhiên do thời tiết vẫn còn mưa về chiều và gió giật mạnh nên tàu thuyền và khách du lịch ra vào đảo cần hạn chế đi lại từ sau 4 giờ chiều. Tại Côn Đảo và tại Phú Quốc, thời tiết vẫn còn xấu với mưa dông, nhiệt độ thấp nhất khoảng từ 24 đến 25 độ, cao nhất duy trì ở mức 30 cho đến 31 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết du lịch của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.